hai các bạn, ngày hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi đến cái quán phở Việt Nam mà ngày hôm nay mỗi bữa mình ăn ở Golden Crown. Ngày hôm nay mình đổi địa chỉ ăn thử cái quán này xem như thế nào mọi người. Mời mọi người cùng đi ăn phở với hai vợ chồng em nha. Đây là cái khu hàng ăn ở gần nhà em và ngay cái đầu đường á, chỉ chạy khoảng 5 phút là đến thôi. Và đây là cái chỗ bãi đậu xe, mọi người xem nó rộng không? Đó là cái khu vực của em ở đó mọi người. Nó rất là nhiều quán hàng ăn, cho nên mình chỉ cần đi 5 phút là tới rồi. Bắt đầu vợ chồng em đã vào quán rồi mọi người. Đây là cái khuôn viên của quán, cũng khá là nhỏ, nó không có lớn như bên Việt Nam, nhưng mà đối với Mỹ là quán như vậy là đã to rồi đó mọi người. Nó đây là to quán phở 24 quán mẹ tên là 24 nha. Đó, cách chạy Việt Nam mọi người ơi, cái cách trưng bày rất là đẹp. Bắt đầu mình sẽ tham quan cái menu của nó nha mọi người. Menu đó, lớn nè, nhỏ nè. Rồi lấy thêm cái phần này là tái chín gân gồng nạm gì đó, đại loại mình lấy thêm đây phần chín cái này là mình thêm này, có bún bò Huế đúng không ạ, bún bò Huế 10 đồng rồi bò kho cà ri 10 đồng luôn, 10 đồng 12 đồng. Ăn phở nghe về ha, về ngủ cơm. Nha. Cơm. Ăn phở về ngủ. Bún gà chả, bún gà nướng xả, cà phê, sữa. Rồi đây cơm nữa. Đó các bạn. Phở đã ra tới rồi mọi người. Em cho xin cái chén nhỏ. Rồi bây giờ mình sẽ thịt tương mà. Mâm má, con mâm má. Rồi rồi. Đây nè. Rồi đó. Em con bỏ phở rồi vô cho con nè. Quế các bạn. Ở bên đây quế nè mắc lắm, không có dĩa gì, họ cho có mấy lá. Rồi chờ chút, chờ chút cho con. Chờ chút cho con. Chờ chút nha. Quá này là việc phục vụ không ha? Thêm hủ tiếu nhiều quá, nó không ăn thịt nhiều đâu. Mình sẽ cho giá vô. Giá này nó dài quá hả? Đũa này làm sao quá ta, trơn trơn hả? Nóng quá. Để cho nó múc đi. Đây nè, múc cho ngủ chứ. Rồi ngủ rồi. Ta có múc cái mũ này đi. Các bạn xem. Mình bỏ sơ tế vô cho nó thôi. Bây giờ mình sẽ nặng thêm một miếng chanh nha. Đây con múc. Cái này hồi nãy tôi nhỏ là nhiêu anh? Nóng rồi. Để thở. Rồi bỏ vô. Nước
Các bạn thấy miếng thịt bên đây miếng nào cũng nấy dài dài bự bự mà. Đây thịt nạc không ạ? Đây cho thịt nạc không ạ? Có miếng gần gần không? Thôi duyên rồi các bạn. Em mới ăn dính miếng gần. Hỏi thôi chứ em không ăn gần đâu. Em thấy không có. Mình mang máng một. Ở đây cái tô nó nhỏ mà các bạn. Chuyển đi. Cái nó quấn cục lại. Bánh phở nó quấn cục lại. Mình không có trộn được á, nó quấn cục lại. Nhiều á, ăn ngắn rồi gặp cái mình trộn nó không lên á, trộn nó không lên cái ăn gao ghiền bánh ghiền. Nào gặp ơi bắn bậy nữa rồi. Rồi cái quán này nước Việt không các bạn. Bắt đầu vợ chồng của em đã ăn xong căng bụng rồi mọi người ơi. Đi về thôi. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của em ngày hôm nay nhé. Bye bye, hẹn gặp lại vào những video sau.